Chào quý vị khán giả của chương trình Đường Đến World Cup 2018. Cẩm Tú đã quay trở lại rồi đây. Và trong số lần này thì mời quý vị cùng với Cẩm Tú đến với đất nước Senegal và xem lại hành trình đến với vòng chung kết World Cup 2018 của Sadio Mane và các đồng đội quý vị nha. Mặc dù được xem là một trong những đội bóng có tiềm lực của khu vực, nhưng mà Senegal đã phải chờ đợi mòn mỏi tới 16 năm thì mới có thể quay trở lại được ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem những chú sư tử Terenga đã vượt qua vòng loại như thế nào. Vòng loại khu vực châu Phi được chia ra làm 3 giai đoạn. Và với việc xếp hạng 5 trong khu vực theo bảng xếp hạng FIFA thì Senegal không phải thi đấu trong giai đoạn 1 mà tham dự ngay giai đoạn 2 của vòng loại. Đối thủ của Senegal là Madagascar. Hành quân đến đảo quốc nằm ngoài khơi bờ biển đông nam của châu Phi, Sadio Mane và các đồng đội đã rất là vất vả thì mới có được trận hòa 2 đều. Tuy nhiên, ở trận lượt về trên sân nhà, Senegal đã nã vào lưới đối thủ 3 bàn không gỡ và qua đó thì lọt vào giai đoạn 3 với tổng tỷ số là 5-2 sau 2 lượt trận. Lá thầm mày rủi đã đưa Senegal nằm ở bảng D vòng loại cuối cùng của khu vực châu Phi, và cùng với ba cái tên là Burkina Faso, Cabo Verde và Nam Phi thì ở lượt trận đầu tiên Senegal đã xuất sắc đánh bại Cabo Verde với tỷ số là 2-0 trên sân nhà. Ở lượt trận kế tiếp thì họ đã thất thủ 1-2 trên sân của Nam Phi. Tuy nhiên thì kết quả trận đấu đã bị hủy bởi vì bê bối trọng tài và buộc phải đá lại. Hai lượt trận kế tiếp đều đối đầu với Burkina Faso, Senegal chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận hòa. Tuy nhiên thì sau đó họ đã lấy lại được phong độ bằng thắng lợi 2-0 ngay trên sân của Cabo Verde. Ở trận đá lại với Nam Phi, những chú sư tử của Teranga đã xuất sắc giành thắng lợi 2-0 trên sân của đối thủ trước khi đánh bại chính Nam Phi với tỷ số 2-1 trận lượt về, và cũng là lượt trận cuối cùng chỉ sau đó ít ngày. Và kết thúc vòng loại bảng D, Senegal giành được ngôi đầu với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ ghi 10 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn. Kỳ World Cup tổ chức tại Nga vào mùa hè này chỉ mới là lần thứ 2 Senegal tận hưởng cảm giác được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2002, tức là cách đây 16 năm, thì chính là lần đầu tiên mà Senegal có mặt tại ngày hội bóng đá thế giới. Và ở vòng chung kết năm đó thì họ đã được xem là ngựa ô của giải đấu khi vào đến vòng tứ kết và chỉ để thua Thổ Nhĩ Kỳ ở phút bù giờ cuối cùng. Đây có thể xem là một sự thành công ngoài mong đợi đối với đội tuyển Senegal. Senegal mang đến World Cup 2018 dàn cầu thủ rất là chất lượng cùng với lối chơi khoa học và chặt chẽ. Có thể kể đến như là Mbeye Niang, chân sút của Torino, hay là Bande Keita, tiền đạo đang khoác áo AS Monaco, từng là cái tên đình đám trong thế hệ cầu thủ trẻ của lò đào tạo trứ danh La Masia của Barcelona. Tuy nhiên, cái tên đáng chú ý nhất chắc chắn phải là Sadio Mane, tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Liverpool. Ở vòng loại khu vực châu Phi, anh đã ghi được 2 bàn thắng. Mane được mệnh danh là cơn lốc bên hành lang cánh khi anh có thể cuốn phăng mọi hàng phòng ngự bằng tốc độ và kỹ thuật đáng sợ của mình. Kể từ khi gia nhập đội chủ nhà Anfield, Sadio Mane là cái tên không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Và không quá khó hiểu khi mà tiền vệ sinh năm 1992 này là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Senegal. Senegal ghi được 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn tại vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Có thể thấy là khả năng săn bàn của những chú sư tử Teranga không quá phụ thuộc vào hàng công mà mọi tuyến của đội bóng này để có thể kết liễu đối phương. Senegal đang tái hiện lại hình ảnh của một đội bóng mạnh và bản lĩnh giống như là các bậc tiền bối ở thời kỳ trước. Rất là nhiều thử thách đang chờ đón ở phía trước, thế nhưng phải thừa nhận rằng là những chú sư tử Teranga đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những lá thăm đã đưa Senegal nằm chung bảng H với những cái tên khá mạnh như là Ba Lan, Colombia hay là Nhật Bản. Đây được đánh giá là bảng đấu khá là khó đoán tại vòng chung kết World Cup 2018 khi mà bốn cái tên đều là đại diện hàng đầu của bốn châu lục. Senegal sẽ phải cố gắng rất là nhiều nếu như mà muốn lọt vào vòng knockout. Vào ngày 19 tháng 6, Senegal sẽ chạm trán Ba Lan và tiếp đó thì Mane và các đồng đội sẽ gặp Nhật Bản vào ngày 24 tháng 6. Và đối thủ ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng ngày 28 tháng 6 của Senegal sẽ là đội tuyển Colombia. Aliou Cissé từng làm huấn luyện viên tạm quyền của Senegal sau khi Amara Traoré bị sa thải vào năm 2012. Ông cũng từng làm huấn luyện viên trưởng của U23 Senegal trong giai đoạn 2013 cho đến năm 2015 và trước khi nắm đội tuyển quốc gia từ năm 2015. Với tuổi đời còn khá là trẻ, Cissé đang truyền sự nhiệt huyết của mình vào lối chơi của các cầu thủ.
Với thành tích đưa Senegal trở lại World Cup sau 16 năm chờ đợi, thì CC được người hâm mộ và Liên đoàn bóng đá Senegal đặt nhiều kỳ vọng, dẫn dắt đội tuyển đạt thành tích cao tại vòng chung kết World Cup 2018. Đến đây, thời lượng cho chương trình của chúng ta cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số tiếp theo của Đường đến World Cup 2018 của báo Thanh Niên. Để có thể xem lại toàn bộ chương trình này thì kính mời quý vị truy cập vào website thanhniên.vn, fanpage Facebook và kênh YouTube Thể thao 360 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị.